Trời đất ơi, coi tội nghiệp không? Vậy làm chi? Hồi nãy tao dọn dẹp nhà, tao kêu đi vô, vô phòng lạnh hoặc là nhà cũ để tao dọn dẹp nhà sao mà không vô? Những đứa lì lợm chạy cái dù ra ngoài, ra ngoài sân đuổi vô thì chạy vòng vòng. Tụi mày ỷ cái sân rộng mà tao làm biếng được, đóng cửa luôn. Còn những con không lì nè, những đứa kêu nghe lời nè, nhọn nè, dồi, nó còn mặt ú nọ xích đu lận vô nháo đó. Nhìn Khế nữa. Khế đâu rồi? Khế nè. Đó, những con không lì ngoan ngoãn nè, kêu vô nhà dưỡng lão cho tao dọn và mở cửa cho ra nè. Đó, được ở trong máy lạnh đàng hoàng. Cái thứ ngu mà lì vô nháo thấy vậy là nó hiền lắm nha bà con. Vừa hiền mà vừa nghe lời nữa. Mà không hiểu là sao cái mặt con vui nó cái mặt nó trái ngược với cái tánh của nó đó trời. Hay là tại mẹ nó với ba nó giang hồ quá, bởi vì đẻ con cái mặt không có được không có được như cái tánh của nó. Trời ơi, tụi mày đã hối hận chưa? Hả? Năn nỉ hả? Lần sau tao kêu vô nhà thì phải nghe lời, nghe không? Tao ra tao đuổi thì phải chạy vô, chứ đừng có cạch chớn. Cái gì vậy? Thôi. Trời ơi, muốn mở cửa cho cháu mà vô hả? Cái gì? Chiều cháu quá, biết nó hư nó lì. Nè, những ánh mắt năn nỉ nè bà con ơi. Sao? Con quỷ ngầu suối con nó chứ gì? Mới đầu tôi đang dọn dẹp, con quỷ ngầu chạy ra đầu tiên, rồi mấy đứa con của nó chạy theo luôn. Mà khi tôi kêu vô, tôi rượt con ngầu chạy đầu tiên, rồi mấy con quỷ yêu nghiệt này nó bắt trước nó chạy theo. Miêu nè, đại ca nè, quạo nè. Biết sao nó la không? Ở ngoài bồ hông với mũi quá trời, chịu chẳng hết nổi. Nào bây giờ tao mở cửa nha. Tao cho tụi mày trong vòng 5 phút nha. 5 phút bước vô nhà hết cho tao. Để tao đóng cửa. Tao kêu mà tao ra tao đuổi mà không vô nó là biết nha. Vô. Rồi con quỷ nhọn. Trời đất ơi. Ủa hay. Trời ơi, tội nghiệp khế thúi. Ở trong phòng lạnh nãy giờ vừa ra là đi tè liền. Nhà coi cái tướng khế thúi mỗi lần nó tè nè. Tại sao tôi phải lấy thao bự cái đuôi của nó với con miêu nữa. Nó ngồi xuống nhiều khi nó kẹt cái đuôi luôn bà con. Nếu cái thao mà nhỏ nữa là không biết tiểu kiểu gì nữa. Tội nghiệp lắm. Nó chơi khế thúi được con miêu với cái đuôi giống nó nha. Là sao? Tới đứa nào đây? Đó, con khè ha. Con khè rất là muốn ở ngoài sân. Đang bước vô nhà thấy mình gần đóng cửa chạy ra nữa. Vô thì vô luôn. Giờ tao đi vô. Tao cho tụi mày thời hạn 5 phút. Vui ngáo. Trong khe mày. Đứng chặn hẳn trước cửa vậy đó. Trời ơi, vô cái là đi ị đi tiểu quá trời. Hôm gài tôi để ý con Miêu với con đại ca khá là thân với nhau nha. Tuy là không thấy tụi nó giỡn với nhau, nhưng con đại ca thí dụ nó có quạo, quạo cỡ nào thì quạo cũng không đánh con Miêu nha bà con. Con quạo nó đánh, con vui nó đánh, mà con Miêu thì nó nhường nha. Ngộ lắm. Hay là con Miêu là con gái rồi nó nhường ta. Nhưng mà mèo đâu phân biệt gì đâu. Nó cho tụi bay 5 phút đó. Một hồi tao bước ra ha. Tao bước ra mà có đứa nào cà chớn là tao cho ngoài sân nữa. Hai thao cát. Giờ nhà tôi là một thao, hai thao. Ở trong nhà tù một thao là ba thao. Để sẵn con nào cà chớn hay có chuyện gì á, tống cổ vô tù. Rồi để đồ ăn nước uống có sẵn thao cát trong đó. Chứ mỗi lần tống cổ vô tù rồi phải đổ ghiền thao cát, mất thời gian lâu quá. Chưa gì muốn xúm ra ngoài mà sân nữa rồi. Vô đây tắt máy lạnh. Ủa, nhọn cũng vô theo tôi hả? Đại ca, ra ngoài con ơi. Thôi, mày không có được quan nghênh đâu. Mày vô đây mày láo cá quá. Vô mày kinh kênh liếc liếc đồ. Trong khi con nhọn là chủ nhà. Mày vô mà mày cà chớn với chủ nhà quá. Đi ra ngoài chơi đi con, đi ra đi. Nó lì. Nó nằm dạ luôn rồi bà con ơi. Mỗi khi nó liếc con nhọn ha, nó liếc nó muốn gừ con nhọn thì nó phải nhìn mình một cái.
biết chuyện lắm. Thôi trải cái nệm lên giường cho tụi bay ngủ nè. Giờ mình không có xài gói, mình xài mấy cái nệm nằm trải lên. Đó, cái nệm kia nó êm hơn, nhưng mà cái này dễ giặt hơn. Nệm kia mỗi lần mà ví dụ mà tụi nó ăn cỏ đó, cái tụi nó có ói vô á, và cái bông của nó dày lắm, giặt một lần rất là cực. Còn mấy cái này nè, có giặt thì bỏ vô máy giặt, mình xếp đôi lại, mình thấy nó tiện hơn. Cái kia cũng được, mà mỗi khi nó ăn cỏ nó ói cái dơ quá. Trời ơi là trời, đồ của khế thúi máng lên. Mà tụi bay làm gì kỳ vậy? Ôi, bộ đồ huyền thoại đó. À không, bộ huyền thoại là bộ màu cam. Bộ này kêu là bộ đồ mừng thọ. Rồi, đứa nào xác nhận vô đây là không được quậy nha. Nha, lì lợm đòi vô đây mà quậy, quậy cà chớn là vô tù nha. Nghe không? Tao đi ra đó. Vô nhà hết chưa? Để coi bao nhiêu đứa ngoài sân. Trời ơi, chó nó sủa. Con khế, con khè. À, con khế với con khè ở ngoài sân lần hồi có chuyện nè. Khè đi cà dẹo con khế lần hồi khế nó chửi nè. Con quỷ chó nó sủa quá trời sủa rồi. Đây đây quý vị coi đây. Tối rồi, lùa tụi nó vô nhà. Hầu như con nào cũng chạy vô. Mà riêng con quỷ ngầu nó lì nha bà con. Cho vô một lần rồi, giờ chạy ra nữa. Con khế là nó nhiều chuyện. Tôi ra đây tôi đuổi ngầu vô chạy ra theo. Hồi kêu vô rất là dễ. Còn con quỷ này nè, rất là cà chớn nha. Cho mày vô không nè, mọi người coi tôi kêu vô nè. Mày vô không? Ngọc, vô nhà. Đi vô nha lên. Đi vô nhà nha lên. Vô nha. Đi vô lẹ lên. Thấy không? Nó cứ bẻ đi ra ngoài vậy không mà. Mày vô không? Mày vô nhà không? Hả? Đi vô. Nó nói vậy không đó bà con. Muốn nó vô nhà là phải bắt nó vô. Nó phải bồng nó vậy nè. Nó rất là xạo luôn. Giờ nó dễ chịu mới cho mình bắt á, chứ như hồi nãy nó còn sung á, nó chạy vòng vòng hoài nó không cho bắt đâu. Nằm ở đó. Rồi khế vô nhà luôn. Con khế nó giống như là một con mèo gọi là tai sai của tôi vậy đó. Tôi ra tôi đuổi mấy đứa kia nó cũng chạy ra theo. Rồi tôi đi vô trong nhà dọn dẹp, kêu nó vô phòng lạnh thì nó chạy vô theo. Biết rồi, con này là một tai sai đắc lực của tôi nè. Lâu lâu nó vui thì nó làm tai sai, lâu lâu nó buồn thì nó đi theo phe của con ngầu, làm cái phe phản diện. Thôi vô khế ơi. Vô nè. Vô lẹ đi. Trời ơi tao vô luôn á. Vô đi. Nó sợ mình ra nữa, nó chạy ra nữa. Cấp này khế nó ngoan lắm nha bà con. Mà tùy lúc thôi. Lúc ngoan lúc khùng. Tránh ra tao vô nè. Cả 9 con mèo đều ở trong nhà. Chứ bình thường cái sân này là không có cho con nào ở ngoài đâu. Kiểu gì? Đó. Khè lại biểu coi. Khè. Kiếm được ra đó bà con. Đóng cửa rồi. Mà vẫn coi có còn ra được hay không. Thứ lì lợm. Tôi nhìn con khè là tôi liên tưởng tới một nhân vật phản diện. Nó kiếm đường ra bị con khế chửi đó bà con. Thấy không? Kiểu như mày đi chơi cho đã đời, tối ngày kiếm đường đi ra hoài. Nó chửi khè chứ không chửi ngầu nha. Nhìn con khè liên tưởng đến một nhân vật giống như là Đông Phương Bất Bại, võ công rất là cao cường. Mà nhân vật đó là bị BD nha. Mà hầu như là không có chơi với ai hết, không có bạn chơi luôn. BD võ công cao cường và đẹp nữa. Nó nhìn con khè là liên tưởng tới cái nhân vật Đông Phương Bất Bại. Mọi người thấy khế thúi êm không? Nhìn con khè mà muốn ra ngoài chơi hay có cái gì đó không được là nó chửi liền. Nhưng mỗi khi ở trong phòng mà tôi nghe con khế chửi 2 tiếng là tôi phải chạy vô rồi đó. Tiếng thứ 3 là mệt lắm à. Không đánh lộn nữa. Rồi, giờ bye bye mọi người nha.